Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là chiếc Samsung Galaxy Z7 Prime đang được chờ sửa tại di động cao cấp.vn. Trên đây thì di động cao cấp.vn là mình làm cái video ngắn giới thiệu về dịch vụ sửa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Nói đúng hơn là vẫn đang được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Bởi tại thời điểm tháng 7 2021 này, để tìm cho mình được một địa chỉ nhận sửa khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime là điều không hề đơn giản. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime thì chúng tôi vẫn nhận sửa khắc phục full tất cả các ban bệnh trên điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Một số những câu hỏi cơ bản liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime vẫn được khách hàng gọi hỏi di động cao cấp.vn rất nhiều, như tôi ở xa, tôi muốn sửa Samsung Galaxy Z7 Prime có được hay không và làm như thế nào. Hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn các lỗi sự cố trên Samsung Galaxy Z7 Prime của quý vị các bạn đang gặp phải, từ đó sẽ ra được phương án sửa chữa nhanh chính xác quý vị các bạn. Quý vị các bạn đồng ý phương án sửa thì một, chúng tôi sẽ gửi linh kiện sửa đến cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần tháo lắp thay mới là xong. Hai, quý vị các bạn gửi máy ra di động cao cấp.vn. Chúng tôi sửa xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi tôi thay sửa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime thì đến có sẵn linh kiện thay mới sửa chữa hay không? Có phải chờ đợi lâu hay không? Thì tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy Z7 Prime đến là thay luôn, không phải chờ đợi lâu, có sẵn cho quý vị các bạn thay mới, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo, khi tôi sửa Samsung Galaxy Z7 Prime sửa xong có được bảo hành hay không và được bảo hành bao lâu? Thì khi các bạn sửa xong, quý vị được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo lỗi sự cố quý vị các bạn đang gặp phải và tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Khi tôi sửa Samsung Galaxy Z7 Prime thì có bị ảnh hưởng đến dữ liệu của máy hay không, có mất hết dữ liệu hay không? Thì đa số là sẽ không mất bất cứ dữ liệu gì quý vị các bạn, nhưng có những cái lỗi ví dụ liên quan đến main, ổ cứng hay RAM thì nó sẽ mất hết dữ liệu. Còn những cái lỗi khác thì đa phần là sẽ không mất dữ liệu quý vị các bạn. Cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn nên liên hệ trực tiếp tình trạng máy của quý vị các bạn để có phương án sửa chữa nhanh chính xác quý vị các bạn. Khi điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime lỗi hỏng, tôi mang đến di động cao cấp.vn thay mới thì các linh kiện khác của máy có bị ảnh hưởng hay không? Các linh kiện khác của quý vị các bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể chi tiết các cái lỗi của quý vị các bạn xem nó có bị ảnh hưởng hay không. Từ đó sẽ có phương án sửa chữa nhanh chính xác quý vị các bạn. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Z7 Prime, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy Z7 Prime hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.